tới một phần nữa, phần này gọi là chatbot. Chatbot nó là một con robot trả lời tự động các bạn. Khi mà bạn hỏi câu 1, khách trả lời, robot sẽ hỏi câu 2, khách trả lời. Cho tới khi khách để lại số điện thoại, mình không phải đụng tay vào, lại mất thời gian lắm. Thì làm sao để làm được điều đó? Tiếp theo nha, xuống phần mẫu tin nhắn, bạn hãy chọn tìm kiếm khách hàng Việt Nam. Bấm cho Thanh chỗ tạo đoạn chat. Rồi ở đây mình sẽ cài đặt từ trên tới dưới. Nhiều lắm các bạn. Một cái chatbot đó, nó hơn nhau với cái kịch bản tạo chatbot. Thì bạn hãy vẽ ra cho mình một cái kịch bản phù hợp. Ở đây Thanh chỉ cho các bạn thao tác để bạn biết nó như thế nào. Và bạn bọc thêm, bạn mới ra được cái kịch bản ha. Chờ anh mạnh câu hỏi. Hỏi nhiều, hỏi cái câu nào tùy bạn nha. Chọn tiếp câu hỏi thì thêm vô. Cái nào cũng chọn câu hỏi tiếp theo hết các bạn. Rồi, xong câu 1, các bạn sẽ thêm câu 2, câu 3, câu 4. Và cho dù bạn thêm bao nhiêu câu, nó cũng sẽ có một câu bắt buộc phải chọn, đó là bạn vô phần thêm câu hỏi nè. Bạn chọn cho Thanh, chọn số điện thoại ha. Xong xuôi, bạn sẽ tới phần tiếp theo, thông báo hoàn tất. Đường link thì bạn sẽ làm gì? Sẽ lấy cái đường link của chính cái fanpage của bạn ha. Sau đó bấm nút lưu vào hoàn tất.